Hôm nay anh em chào anh trai nha. Dạ. Em nghe nói là em nghe đồn đúng không? Anh hát hay lắm đúng không? Ôi ui. Trúng tủ rồi. Thôi giờ bài tặng cho khán giả một bài đi anh. Dạ. Dạ. Anh ở bên Pháp hả? Để em hát cho tặng cho khán giả với còn một bài phù sai. Phù sai. Phù sai. Mừng hay. Mừng quá. Chưa. Từ từ hát, từ. Từ từ. Chưa. Rồi biến lình. Cha đã dạy cho con bắn cung và kim. Rồi giữa cắn trại hoang du bỗng dân con thèm sữa. Cha bắn ngựa lướt rừng tìm thổ dân đi xin mật ngọt cho con. Tí chẳng ruột già nhưng tình mĩnh linh cao tợ Thái Sơn. Mật ngọt nghĩa cha con, cha trao hết cho trẻ mà không ngại ngùng không hối tiếc. Đang lúc đơn con giữa trở đời con hiểu biết. Con đã nếm già mật ngọt tình yêu thì cha nó đang tâm quỷ diệt sao. Đành vỗ tay. Dương phổ đã thành hôn và từng xây đắp mong lành. Cũng từng về ngày mẫu dơi trăng thanh hòa hội âm. Điên con lạnh lẽo âm thầm lạnh dài phải từ hôn. Cha hạnh phúc rạng người tuổi trẻ con dùi trốn. Đạo lý hoàng muốn con dạy cho mình ích kỷ. Tình yêu nước thân dân phải có lòng chung thủy. Cha tranh chấp lỡ nhi miệng thế sẽ chê cười. Hay quá anh trai. Hay quá. Còn đoạn sao nữa đúng không anh? Không, một câu những cổ của năm à, rất là tuyệt vời. Thì em nghe nói là mình từ Pháp về á anh? Dạ. Không, Long An. À, vậy mà nghe mấy anh kia nói là từ Pháp về. Rồi Long An, không biết là anh lên đây với ai ha? Em lên một mình, lên không còn à. Ở dưới đó anh chạy lên đây luôn hả? Dạ. Quá là không quý. Không có công việc gì trên đây cả. Không có người bà con gì trên đây hết. Ô tự đó chạy. Dạ, mộ con năm thì lên thấp cho con năm nén hương. Quá quá. Dạ. Em hả? Em tên Phúc. À, anh Phúc ở Long An ha. Trời ơi. Nãy giờ là anh em mình quỳ gói nè. Nè không? Anh em mình quỳ gói ở đây ha. Trời ơi. Rất là tuyệt vời luôn á. Quỳ gói trước mộ của con năm. Còn là ông đóng cái vai song sinh của vì sự án bao công á, anh em song sinh á. Dạ. Ông nhớ ông có hát một cái đoạn là cảm ơn chị. Cái này mũ bị rớt. Đúng rồi, rớt thì rớt. Cảm ơn sao. Tiếp một qua thứ hai là cô chú chị. Bình tình tâm tha không sao thấy anh than thở sầu đêm tàn chiếc bóng. Em nhớ gia nhiên hay thầm lo cho anh mà đèn khuya thao thức năm canh. Ca ca thương nhớ anh, nhớ thương anh giang bao chua xót. E chẳng mai ly cách tình chốn âm ti diêm đài chung đôi. Dạ được. Dạ. Thôi anh tặng cho cậu Nam cũng như là tất cả mọi người ở đây à, những cái trích đoạn là đã là tuyệt vời rồi. Dạ. Giọng anh hát trong cậu hay. Thôi em nghe. Em qua chị. Thôi em nghe video của cậu Nam á. Hết đường để đi qua luôn. Nghe cái băng thôi nha. Dạ. Nhớ cậu Nam là ông có hát một cái đoạn của. Wow. Mà ông ta cái dòng cổ đó là phải nói là nổi da gà luôn. Ờ, nổi da gà luôn. Bây giờ anh hát lại mà nổi da gà nữa thì tụi em hát theo cậu Nam đi. Dạ. Dạ. Không có nổi da gà chứ. Không, nhưng mà thử đi, thử cảm giác là sao. Dạ. Mà lên đây là quá là tuyệt vời luôn. Hồn cây sai ta cứ tưởng rằng lạc bước thiên thai hay lạc mộng chơi dơ giữa trốn cung. Vỗ tay. Rót nữa đi ly rượu ân tình. Ngày xưa ta có hoàng đế phi đối ẩm còn bảy giờ
bây giờ ta đã có phu nhân. Mười ngón tay tha thiết dịu dàng, với nét mặt dịu hiền của nàng Dương Quốc. Ôi vui làm sao nụ cười khoe mắt, thương tóc em bay làm ta ngái ngất say tình. À, hồi nãy giờ được 3 đoạn ha, tuyệt vời. Nếu mà giờ mình ngồi một lát nữa là chắc cũng được khoảng 10 đoạn á anh. Hay quá. Ở đây tới chiều là rồi đó. Dạ. Rồi. Thôi tụi em cảm ơn anh rất là nhiều ha, đã đến để viếng mộ cậu Năm. Rồi, chúc cho anh là nhiều sức khỏe cũng như là trân quý cái tấm lòng của anh để đến viếng mộ của cậu Năm nha. Nhỏ là chuyên gia tới bây giờ cũng vậy, mỗi lần dạ. Cứ mở cái lương của cậu Năm là nghe. Dạ, tuyệt vời quá. Rồi mình đến đây mình thấy hài lòng chưa anh? Hài lòng rồi, mừng lắm chứ. Dạ. Nãy rồi, đi đường là giấy rồi năm bơi cho con chạy thẳng vô tới đây luôn, đừng có lạc đường gì hết trơn. Rồi có sai đường gì không anh? Không, chạy thẳng rồi tới đó. Ôi ôi. Đường qua viên cái ta chỉ cái cổng đó. Dạ. Quẹo vô tới đó rồi thấy cái hình của cậu Năm rồi rồi tới. Vô luôn. À, vậy là cậu Năm phù hộ cho anh đi đúng đường ha. Cảm ơn anh đã có lòng đến. Dạ dạ dạ. Rồi rồi. Cố nghệ sĩ Thu Vũ Linh. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe và bình an. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Tuyệt vời quá. Rồi, cảm ơn anh ha. Nãy giờ anh hát anh quỳ, tụi em cũng quỳ với anh luôn. Dạ. Rồi, bây giờ thì 15m Bình Dương xin ghi hình lại tại một cậu Năm để cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Thì như các cô chú anh chị thấy thì chị Loan nè, chị đang sắp, tôi nói phải 3 hàng rồi phải không chị? 3 hàng rồi. 3 hàng, 4 hàng luôn rồi. Đó, những cái hàng bông nè, rồi trái cây nè, chuối nè, trái cây nè, rồi bông. Đó, rồi bên kia bưởi ha. Thôi ơi, phải nói hôm nay khủng khiếp thật, không có từ nào diễn tả hơn cái từ khủng khiếp. Bà con đến viếng đông nè, à ngồi, trời ơi quá đông luôn, có các bé nữa bên đây nữa nè, quá đông luôn. Trời ơi anh Niêu, sáng giờ bà con nhắc anh Niêu rất là nhiều luôn, thì bây giờ thấy mặt thì anh Niêu đem tới một những cái món độc lạ nè. Anh Niêu bữa nay không đủ nước anh Niêu ơi. À, thì ở đây thì có những cái bát mì ha, cơm, cũng cơm rồi cậu Năm cái nhìn vải ha, rồi dâu rất là nhiều nha. Đó, tuyệt vời quá. Đó thì bây giờ 15m sẽ quay vào đây. Đó, như các cô chú anh chị thấy ha, bà con đến viếng chụp hình ngồi nghỉ mát rất là tuyệt vời. Đó, rất là đông luôn. Trái cây thì có xoài, măng cụt, dâu. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay hữu ích, hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.